Hello các bạn, quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review các bạn con Yushin Kirin V2. Phiên bản này có 500 luôn nha các bạn. Các chữ em này. Ok. Thì cái con này chắc các bạn mà hôm qua ai đã xem cái livestream thì cũng có biết là mình đã về những một số hàng mới rồi. Thì đây là một trong những con mới đấy. Đây là con Yushin Kirin phiên bản V2 và nó được trang bị 500. Rồi, chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem nhé. Thì lần này con này được làm trong cái hộp nhựa trong suốt giống như của Gun RSC gì đấy. Và bên nhà sản xuất có công bố ra là họ sẽ sản xuất cái phiên bản này, đúng là phiên bản màu đen, nhưng mà nó không phải là sticker đâu các bạn. Các bạn nhìn kỹ này, đây không phải là sticker mà thật ra nó là một miếng thai. Miếng thai có nghĩa là cái miếng nhựa đấy, miếng nhựa màu hết tất cả, các bạn dùng tay các bạn cào nó không có bị rách ra như là sticker, mà nó là một miếng nhựa. Thì cái miếng nhựa này nó sẽ có hai cái điều tốt. Thứ nhất là mình chơi mình không sợ bị mất màu, không bị sợ bị rách sticker, không bị chày. Thứ hai là mình thấy cái miếng nhựa này bám tay rất là tốt luôn, bám tay tốt, mình có lẽ là tương đương với stickerless, thậm chí bám tay tốt hơn một số loại stickerless trên thị trường. Mình cảm thấy vậy, nó bám tay tốt hơn nhiều, tốt hơn cả con Yushin Little Magic hay là Yushin Hoan Long luôn. Cái nhựa này kiểu như là chỉ cần tay bạn ra một ít mồ hôi thôi là các bạn bám tay cực kỳ luôn, rất là tốt. Và nó có một cái nhược điểm, đó là giống những con Zikalet, đó là các bạn chơi mà các bạn không giữ gìn thì nó sẽ dễ rất dễ bị chày. Nếu như các bạn zoom cận cảnh lên thì hàng mới về của nhà sản xuất đã có sẵn một vài đường như thế này rồi. Nói chi là các bạn chơi lâu dài nó sẽ dễ bị chày. Nhưng mà cái nào cũng có cái giá của nó, bù qua sức lại thì nó vẫn là một chip rất là tốt. Ok, thì mình sẽ đi đến cái phần đánh giá. Hay bây giờ mình thay thử nè. Thì mình chưa chơi thử con Yushin Kirin V1 cho nên mình cũng không biết là con V2 này nó sẽ cải tiến hơn con V1 ở chỗ nào và như thế nào nữa. Xem nào. Hay cái con này mình cảm nhận ban đầu như thế này thì cái 500 của nó khá là rõ lực. Và khi mà các bạn vừa mới ao ra khỏi bóc thì các bạn có cảm giác là nó hơi bị sandy. Feel hơi sandy, có nghĩa là giống như là có cát bên trong ấy. Xoay nó có cái độ ma sát nhẹ, nó cảm giác như hơi có cát bên trong một tí. Và các bạn sẽ thấy là lớp nó không dày, lớp nó cũng khá là khô. Và một điều nữa là ốc nhà sản xuất siết rất là chặt, cho nên khi lấy về các bạn nên nhà lỏng ốc ra một tí. Thật ra con này mình có lấy ra mình chơi thử một hai lần rồi, cho nên mình đã nhả ốc con này rồi. Nhưng mà như thế này vẫn còn khá là chặt, mình sẽ thử nhả thêm ốc ra. Và sẵn đây mình show luôn cái nội thất bên trong cho các bạn xem. Đầu tiên cảm nhận thì con này đang ở tình trạng khô silly cho nên nhưng mà nó vẫn khá là nhanh nha các bạn. Tình trạng bên trong nè cũng khá là khô, không có nhiều lớp cho máy nhưng mà tốc độ vẫn rất là nhanh. 500 cũng rất là vừa. Kết cấu của nó giữ cũng rất là vững luôn, kết cấu cực kỳ vững luôn các bạn à. Con này kết cấu giữ tốt. Và cái tiếp theo đó là kết corner mình thấy rất là êm.
kiểu như là nếu như mà so với GTX V2 thì gần như là ngang bằng luôn đấy. Và có một cái nữa là cái title này nè, nó lún vô trong một tí cho nên các bạn rời cái mép ngoài này nè, nó sẽ nhô lên hơn một xíu nữa, cho nên khi các bạn để tay vào nó bám vào giống như là cái kiểu mà con GX V3 gì đó. Nếu như các bạn đã biết con GX V3 này nó có cái G bên ngoài, nhưng mà cái này thì nó không bị cao quá cho nên mình cầm khá là vừa tay mình. Nếu như các bạn chơi thì gần như là không có cảm giác gì ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó giúp mình bám tay khá là ổn. Và để xem mình sẽ show cấu trúc cho bạn xem nhé, để xem cấu trúc nó như thế nào nè. Rồi con này chống bóp rất là ghê. Ok, thì các bạn thấy là cấu trúc nguyên bản của nó khá là giống so với Yushin Little Magic và Yushin Hollow. Có lẽ là nhà Yushin chỉ có một cái hướng xu hướng thiết kế duy nhất là y chang như vậy mà thôi, nhưng mà nó sẽ có một số cái khác biệt. Thứ nhất là mình nhìn ra được đó là cái corner này, cái chân gốc này, nó bắt đầu thiết kế nó bo cong nhiều hơn rất là nhiều. Các bạn để đây, đấy cái corner này, cái corner nó bo tròn ngay đây này, tới đây là nó gần như là nó tạo ra cái độ khả năng kết góc rất là tốt. Rãnh giải ma sát thì chúng ta sẽ có hai bên, đó là bên góc sẽ có một đường bên này, còn cạnh sẽ ở đây. Thì cái rãnh giải ma sát này nó không quá to cho nên là đấy, cái rãnh giải ma sát ở phía góc là một, cạnh là hai. Và các bạn biết nó khác con Yushin Little Magic ở chỗ nào không? Đó là chính là ở cái phần cạnh này và cái phần center. Thứ nhất là cái chỗ này nè, nó là thiết kế gần y chang với con GTX V2 luôn. Phải nói là bây giờ các hãng học khá là nhiều, sao chép của nhau khá là nhiều. Đây các bạn xem đây, giống gần như là tương đồng luôn, y hệt chân gốc này, cũng y chang luôn, không khác mấy là nhiều. Được cái là họ làm cái chân gốc chỗ này nó mỏng hơn mà có thêm một lớp ở trên, có nghĩa là nó sẽ đủ độ dày nhưng mà cái độ ma sát của nó giảm cho nên tốc độ của nó nhanh. Cái tiếp theo mà mình muốn nói là nó khác con Yushin Little Magic và con Hollow ở chỗ đó là các bạn nhìn ở đây này, cái center này, center nó là làm dạng phẳng. Để mình tăng độ sáng lên. Ok, ở con Yushin Little Magic ấy, cái center chỗ này này nó sẽ làm dạng bậc thang, có nghĩa nó chạy tới đây nó gập xuống một cái, nó chạy tới nó gập xuống một cái nữa, kiểu như là nó xuôi xuống ấy, nhưng mà không xuôi thẳng mà xuôi cái dạng bậc thang. Thì ở trên cái cạnh của nó cũng sẽ tương tự, nó cũng sẽ có một cái đường, sau đó nó bậc thang xuống. Các bạn để ý trên cái cạnh con Yushin Magic ấy, nó sẽ như thế, còn trên cái này thì nó không làm như vậy, nó giữ vững. Mình nghĩ có lẽ cái thiết kế này có từ con Yushin Kylin V1 cho nên họ bưng qua bên V2 luôn và họ chỉnh sửa lại. Ở đây mình thấy cái corner này, các bạn thấy ở đây đó thì nó sẽ có một cái G ra, cái G ra nó ở phía ngay đây đó, cái G ra này này. Thì khi mà chúng ta kết corner vào ấy thì cái G này có tác dụng gì? Đó là nó sẽ bổ trợ vào cái chân đây, cái phần G ở đây nè, nó sẽ bổ trợ vào trong cái chân trong phía bên trong này nè, đấy nó tạo ra cái cảm giác kết corner tốt hơn. Thì mình để ý có một số con đang sử dụng cái kiểu mà khiêu mà có cái G bổ trợ này, ví dụ như con Senju Fanjong này có này, và một số con gần đây. Nhưng mà thường những con sử dụng cái G này là những con thường là ở mức tầm trung và cận cao cấp thôi, chứ những con cao cấp ít ai mà sử dụng cái kiểu thiết kế này. Mà chủ yếu ví dụ như là con Whalong GTX V2 thì họ dùng nguyên một cái G phẳng này để tạo ra cái độ kết góc mượt nhất. Đấy, cái này gọi là cái kiểu mà ăn gian center, có nghĩa là chơi một khối Rubik 3x3, cái center của nó càng to thì khả năng kết góc của nó càng mượt. Cho nên con GTX V2 lợi dụng điều đó, họ làm cái vành này ra nè để tạo cho cái khả năng kết góc nó tốt.
Còn cái con Yushin Kylin này á thì họ không thể nào bê nguyên bắt chước so với ông GSV2 này được. Nhưng thật ra là cái này cũng chẳng thể nói được, bởi vì cái kiểu này nè, nó còn có trên một con nữa, đó là con Cyclone Boy. Nếu các bạn biết thì con Cyclone Boy nó cũng có cái kiểu thiết kế mà có cái center nó bành ra, nó to ra để hỗ trợ cắt góc. Thì những hãng khác cũng có học tập điều này và bắt làm theo. Thì ở đây thì họ không làm cái phần phía bên này nó rành ra, mà này họ chỉ làm ở bốn góc mà thôi, cho nên cái góc này nó vẫn nhỏ hơn so với những cái loại flagship khác như là con GSV2 hoặc V3. Tuy nhiên mình cảm thấy là cách corner vẫn cực tốt rồi. Đây, kích cũng rất là nhẹ nhàng. Ok, mình kích thuận thì 45 độ rồi. 45 độ thì nó hơi khượng, lúc đẩy đẩy lên từ ấy, thì các bạn sẽ thấy nó khượng lại, sau đó nó mới giật. Đó là điều hiển nhiên thôi, ai mà kích to đến mức đó nát phiên là chết hết. Ok, thì đây là cái bài unboxing mà show các bạn xem chi tiết về con Yushin Kylin này. Thì liệu nó có đáng mua hay không thì mình nghĩ là mới cầm trên tay mình thấy là ok lắm rồi đấy. Còn chơi về lâu và dài sau khi break in nó có bị đầm hay bị gì hay không, cái đó là do chất nhựa gây nên. Thì cái chất nhựa này nó khá là tương đồng so với con Yushin Little Magic, khá là giống, nhưng mà nó sẽ hoàn thiện tốt hơn một tí. Bởi cái nhựa trên Yushin Little Magic thì nó rất là giống với cái nhựa tái chế, còn cái này, nhựa này mình sờ thì mình thấy nó mượt hơn, cho mình nghĩ là con này về lâu và dài nó sẽ khá là ok hơn so với con Yushin Little Magic rất là nhiều. Và chúng ta không còn biết gì ngoài đợi chờ, và đợi chờ thời gian sẽ nói lên tất cả con này có tốt hay không. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip review lần sau. Bye bye.